Xin chào các bạn. Tháng 8 đã qua tại Family với rất nhiều tin tức và hoạt động mới. Ngay bây giờ hãy cùng Hồng Như nhìn lại những sự kiện nổi bật nhất đã diễn ra trong tháng. Tổ chức định kỳ mỗi tháng một lần, lớp học tiền sinh Family luôn nhận được nhiều sự mong chờ và ủng hộ từ các sản phụ. Bên cạnh việc được các bác sĩ sản khoa, nhi khoa truyền đạt nhiều kiến thức, giải đáp các thắc mắc trong quá trình mang thai và vượt cạn, bố mẹ còn được học rất nhiều kỹ năng cần thiết để mẹ và bé được khỏe mạnh, bình an. Lớp học tiền sinh diễn ra vào ngày 26 tháng 8 vừa qua cũng đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ các bố, các mẹ đến tham dự. Mình thấy là lớp học rất là bổ ích, thì đặc biệt là nó có kết hợp cả lý thuyết với lại thực hành nữa. Cái phần mà giải đáp với lại bác sĩ thì mình thấy là cũng các bác sĩ trả lời rất là nhiệt tình và cung cấp rất là nhiều thông tin cho các mẹ và bố. Thêm cái phần thực hành tắm đẻ với lại một cái diễn viên nhí nữa, rất là thú vị. Thì hy vọng là cái lớp này được tổ chức là nhiều hơn nữa thì để các mẹ được trang bị nhiều kiến thức hơn. Và mình nghĩ là những cái lớp học như thế này thì rất là cần thiết cho những mẹ, không chỉ là mẹ lần đầu mà có thể là mẹ lần 2, lần 3. Ngay sau khi bữa học á, thì mình đã đăng ký tiếp những khóa học tiếp theo cho thời gian tiếp theo để chuẩn bị là cái hành trang là mẹ sắp tới của mình. Thì mình cũng rất là bất ngờ vì mọi người đã đưa một em bé thực sự thực tế, thì mình cảm thấy rất là hay bởi vì nó tạo sự hào hứng cho mọi người. Và thứ hai nữa thì mình cho mình cái cảm giác rất là xúc động khi mà mình được chứng kiến thực tế như thế, cho nên mình thấy là bài học rất là thú vị và nó thật sự là hay. Ra đời với sứ mệnh phục vụ người dân quận Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang và các khu vực lân cận, Trung tâm Bác sĩ Gia đình Cẩm Lệ đã sẵn sàng để chào sân trong tháng 9 này. Tọa lạc tại địa chỉ 438 đường Cách Mạng tháng 8, phòng khám chính là điểm khám chữa bệnh lý tưởng cho người dân trong khu vực. Phòng khám được trang bị đầy đủ các loại máy móc hiện đại như máy chụp cắt lớp vi tính, máy chụp cộng hưởng từ, máy siêu âm và cả hệ thống xét nghiệm. Và tất nhiên, không thể thiếu đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, được dẫn dắt bởi bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Bằng Hải, giám đốc trung tâm. Family hy vọng rằng Trung tâm Bác sĩ Gia đình Cẩm Lệ sẽ nhận được sự ủng hộ, tin tưởng và yêu thương từ bệnh nhân trong thời gian sắp tới. Một tin vui đến từ đơn vị Nhi Sơ Sinh. Vừa qua, ekip các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia đình đã điều trị thành công cho một em bé 20 ngày tuổi mắc viêm màng não mủ. Tiếp nhận cháu bé 20 ngày tuổi trong tình trạng sốt cao, kèm biểu hiện mệt, rê, bú giãn và đi cầu phân nhầy. Nhận thấy các dấu hiệu nghiêm trọng tương đồng với triệu chứng của viêm màng não mủ, ekip Bệnh viện Gia đình đã hội chẩn khẩn và quyết định tiến hành chọc dịch não tủy cho bệnh nhi, bên cạnh việc thực hiện các cận lâm sàng cần thiết khác để chẩn đoán xác định. Kết quả xét nghiệm trả về cho thấy em bị viêm màng não mủ trên nền bệnh lý viêm ruột gây ra. Qua trường hợp này, các bác sĩ đơn vị Nhi Sơ Sinh Bệnh viện Gia đình nhắn nhủ: các bố mẹ khi có con nhỏ dưới 3 tháng tuổi bị sốt không nên chủ quan. Hãy đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh để lại những biến chứng nguy hiểm. Không chỉ tập trung chuyên môn, điều trị những ca bệnh khó, đơn vị Nhi Sơ Sinh Bệnh viện Gia đình còn chú trọng triển khai những phương pháp chăm sóc đơn giản, dễ thực hiện nhằm mang lại nhiều lợi ích cho các em bé hạt tiêu phải rời xa tổ ấm khi còn non tháng. Khi vào đây rồi mới được các bác sĩ tư vấn là chăm sóc em bé bằng phương pháp kangaroo. Thật ra thì bé cũng phối hợp, thì phương pháp kangaroo ban đầu thì nó là để bé nằm úp lên người, thì thân nhiệt của mẹ truyền qua bé thì bé cũng khá là dễ chịu. Còn có bất tiện vào lúc những khoảng thời gian ban đầu, tại vì phải đi đứng khó khăn, phải nằm trên giường với bé, nhưng mà sau này thì sẽ quen lần. Phương pháp khoa học kangaroo này thì nó khá là mới, nhưng mà nó lại lại tăng tình cảm giữa em bé và mẹ. Thì thay vì là tách em bé ra, mẹ riêng, em bé riêng, mình cũng quan sát được những cử chỉ của em bé trong lúc mà em bé hoạt động, như là nhịp thở hay là các cử chỉ khua tay múa chân của bé, có được nhịp thở của bé. Xong rồi lâu lúc là bé ngọ ngoại, bé ôm mẹ, bé lại có ba đồng hành thì nó sẽ kiểu như là nó kiểu cũng động viên hơn một tí. Dạ, chứ em bé còn nhỏ thì nó hơi bị sốt. Mình kiểu cảm thấy là khá hài lòng vì kiểu các cô y tá rất là nhiệt tình luôn, dù mình gọi từ lúc nào cũng có mặt.
Lúc đầu thực hiện thì mình thấy cũng hơi khó khăn, nhưng mà thực hiện dần nhiều lần thì mình thấy rất là ok. Mình thích nhất là được cần con, được con nằm trên mình lúc nào mình cũng quan sát được con. Mình quan sát được từng cử động nhỏ của con, hơi thở, tay chân. Lúc đầu thì mình thấy nó hơi sợ là sợ con nó còn nhỏ, xương yếu rồi này kia. Nhưng mà sau một thời gian ấp thì mình thấy nó cũng bình thường, không có gì hết. Mình quen dần từ từ. Giờ về nhà thì mình có thể tự tin sẵn sàng giúp đỡ mẹ bé để chăm con. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Family ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.